Ukraine hé lộ chiến thuật tấn công từ nhiều hướng, giành lại Crimea. Phó chỉ huy tiểu đoàn Ukraina cho rằng kế hoạch đổ bộ vào bán đảo Crimea có thể được thực hiện bằng cả đường bộ lẫn đường biển. Izes Dano, phó chỉ huy của một trong những tiểu đoàn tấn công của Ukraina cho biết, mặc dù có 3 tuyến đường bộ riêng biệt tới Crimea, nhưng nỗ lực giành lại quyền kiểm soát bán đảo Crimea của lực lượng vũ trang Ukraina cũng sẽ liên quan tới biển. Có 3 tuyến đường bộ tới Crimea gồm Kalanchak, Chonga, Chaplinka, một mặt điều này tương đối thuận tiện cho lực lượng Nga bố trí phòng thủ vì diện tích bán đảo không rộng lắm. Mặt khác có phải đối mặt với những khó khăn nhất định cho việc tiếp tế cho Crimea vì về mặt hậu cần, Crimea rất khó khăn đối với Nga. Ông Dano nói với Crimea does Realities, việc tiếp cận Crimea sẽ không chỉ thông qua hành lang trên bộ mà còn từ đường biển. Biển Đen và Biển Azov sẽ được sử dụng để giành lại Crimea, tức là lực lượng phòng vệ Ukraine sẽ tiến vào Crimea cùng một lúc, Phó Chỉ huy Tiểu đoàn Ukraine nói thêm. Địa hình của Crimea khiến các cuộc đổ bộ vào bán đảo này trở nên phức tạp hơn. Ông Gdanov cho biết lực lượng Nga cũng đang giải mìn dày đặc trong khu vực và mỗi bãi mìn đều khác nhau. Họ tích cực giải mìn, họ gài mìn rất sâu nên thậm chí không thể xác định chúng bằng ảnh nhiệt, ông Gdanov nói thêm. Theo Gdanov, việc Nga kiểm soát lãnh thổ Ukraine bắt đầu từ Crimea và sẽ kết thúc ở Crimea. Tiểu đoàn của ông đang được thành lập ở miền nam Ukraine, đặc biệt tập trung vào hướng Crimea. Giới chức Ukraine nhiều lần tuyên bố sẽ giành lại khu vực Crimea chiến lược ở Biển Đen. Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky khẳng định xung đột bắt đầu ở Crimea thì cũng sẽ kết thúc ở Crimea, ngầm ý rằng Kiev sẽ bằng mọi cách giành lại quyền kiểm soát bán đảo này từ Nga. Lực lượng Nga đang hoảng loạn và đào chiến hào dọc theo gần như toàn bộ đường bờ biển của bán đảo Crimea, như đã thấy trong các hình ảnh vệ tinh. Tamila Tasheva, đại diện cấp cao của Tổng thống Ukraina về Crimea, nói với Radio NV. Trong cuộc phỏng vấn với ấn phẩm Bill của Đức trong tháng này, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina Rusev Uberov đã tuyên bố kế hoạch của Kiev về việc giành lại quyền kiểm soát bán đảo Crimea vào năm 2024, Bộ trưởng Umerov tự tin rằng đây là mục tiêu chiến lược của Ukraine. Ông cũng lưu ý rằng Ukraine đang phát triển các chiến lược quân sự có thể dẫn tới việc Nga phải rút khỏi Crimea. Crimea liên tục trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu mở chiến dịch quân sự tại nước láng giềng. Thành phố cảng Sevastopol, nơi đóng quân của hạm đội biển đen Nga, cũng bị tấn công bằng máy bay không người lái và xuồng cảm tử. Gần đây nhất, không quân Ukraine tuyên bố phá hủy Novo tàu đổ bộ cơ lớn của hạm đội biển đen của Nga gần Feodosia nằm tại Crimea trong trận tập kích rằng sáng 26 tháng 12. Crimea là bán đảo nằm ở phía nam Ukraine, giữ vị trí chiến lược trên biển đen. Crimea sáp nhập vào Nga từ năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi. Bán đảo Crimea ở biển đen đã trở thành khu vực quan trọng giúp Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine. Từ Crimea, Nga đã kiểm soát được một khu vực rộng lớn lãnh thổ ở miền nam Ukraine. Crimea hiện vẫn đóng vai trò như một căn cứ mà Nga triển khai máy bay và tàu chiến sát Ukraine. Tình trạng tương lai của bán đảo này được cho là sẽ là một nội dung then chốt trong bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine. Moscow yêu cầu Ukraine công nhận thực tế lãnh thổ mới, nghĩa là thừa nhận kiểm soát của Nga đối với Crimea và các vùng lãnh thổ sắp nhập vào Nga hồi tháng 9 năm ngoái như một điều kiện hòa bình. Trong khi đó, Kiev bác bỏ bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào với Moscow cho tới khi Nga rút hết quân khỏi các vùng lãnh thổ mà Ukraine tuyên bố chủ quyền, bao gồm cả Crimea.